Sau này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em có thể cài full level 2550 ở trong Lovefoot chỉ trong vòng 30 phút khi mà anh em vừa mới bước sang update 20 mà anh em chưa có gọi là cách cài nha. Thì anh em nào mà vẫn còn gọi là level 2450 á thì anh em có thể là tham khảo cách này của mình. Thì đó là một cách mà nó khá là hay, thì nhiều bạn sẽ không lý cho lắm nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em trong video này nha. Và khi mà anh em xem video này của mình xong á thì anh em đừng quên cho mình xin một like, một subscribe. Tại vì sắp tới mình sẽ có nhiều video hay ho hơn cho anh em về update 20 á. Cho nên là anh em nhớ like, subscribe nha. Và đừng quên là comment tên của anh em lại ở dưới phần bình luận để mình có thể ghi tên các bạn may mắn ở cuối video để mà kết bạn với anh em. Cũng như đó là nếu mà anh em muốn tìm mạt Roblox thì anh em có thể ghé vào shop mình nha. Còn giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung video hồi nào. Let's go. Thì nói về update 20 á thì chắc có lẽ là nhiều bạn vừa sang update 20 thì anh em sẽ bay qua cái đảo mới này để mà anh em nói chuyện với mấy cái ông NPC bên đây đúng không? Đó thì anh em sẽ có mà mấy ông NPC tên là TQ West Governor 1 nè. Đó thì anh em sẽ nói chuyện với mấy ông NPC này, sau đó thì anh em sẽ nhận nhiệm vụ từ ổng và anh em đi farm bao quái trên hai cái đảo này đúng không? Đó nhưng mà theo cái những gì mà mình gọi là thấy á, thì nếu mà anh em nào làm theo cách này thì nó sẽ rất là lâu, và cho dù anh em có sử dụng X2 đi nữa thì nó cũng sẽ rất là lâu nha. Thì trung bình nếu mà anh em muốn farm một cái bãi quái mà anh em farm full 6 con 8 con á thì anh em sẽ mất đâu đó là khoảng 2 3 phút thì anh em mới có lên được có khoảng 2 level hoặc là 3 level thôi. Đó thì cao nhất là 3 level thôi anh em ạ. Cho nên là anh em nào á mà có cài đây á thì anh em sẽ rất là lâu nha. Cho nên là anh em phải làm theo cách này của mình. Đầu tiên anh em hãy về cho mình cái chính là khu vực cảng và anh em tiến hành là trở về C2 nha anh em. Đó anh em trở về C2. Thì ở bên C2 á chúng ta sẽ có một cái con boss để cho nó đánh mà nó vẫn tính cho chúng ta lên level. Anh em không cần phải lên C3 để mà anh em farm mấy con quái nhỏ nhỏ này đâu. Nó mất công lắm anh em, mà rất là mất công luôn và mất thời gian cực kỳ nhiều luôn anh em ơi. Cho nên đó là anh em hãy lưới nha. Ok, và sau khi mình đã về C2 rồi á thì anh em hãy tiếp tục là anh em di chuyển cho mình cái khu vực đó chính là phòng thí nghiệm. Đó, một là khu vực phòng thí nghiệm, còn hai là anh em chọn cho mình cái khu vực đó chính là khu vực cảng cảng 4 đi anh em. Đó, cảng 4 chính là cái đảo hóa băng anh em. Thì cảng 4 cho dễ để mà anh em có thể là mua cái vật phẩm để mà anh em đánh boss nha. Thì ở đây á thì chắc là anh em nào mà cứ đi lấy cái tập xe boss anh em biết rồi đúng không? Đấy, ok, và anh em chỉ cần ra phía sau này nè, anh em đi vô cánh cửa phía trong này anh em. Đó, có một cánh cửa. Anh em nào chưa lấy tập xe boss thì anh em sẽ chưa biết. Đó, chúng ta sẽ có một cái ông NPC tên là Archimedes. Đấy, anh em nói chuyện với ổng và anh em sẽ bỏ ra 1000 nguyên thạch để mà anh em mua một cái con chip để mà anh em đi ra con boss nha. Đấy, con boss này tên là boss lao nha anh em. Thì mình đã có hướng dẫn anh em cách lấy tập xe boss trong một video trên kênh mình rồi. Và nếu mà những bạn nào chưa xem lại video đó thì anh em có thể xem lại nha. Sau đó thì anh em hãy đi lên cái chỗ khu vực có cái bánh răng này anh em. Đó, anh em đi lên khu vực có cái bánh răng này nè, chúng ta sẽ có một cái lỗ cho chúng ta chui vào. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái ô màu xanh và bốn ô màu xanh nhạt. Đó, để biểu tượng cho là chính là 5 người trong một cái cuộc live nha anh em. Thì anh em chỉ cần việc là đi vào đánh con boss này là xong nha. Thì trung bình đâu đó nếu mà anh em nào có full tem là xài Phật hoặc là full tem có khống chế này kia thì anh em vô đánh boss khoảng đâu đó là 1 phút là xong rồi. Ok, thì bây giờ mình chỉ có 2 người thôi, mình sẽ thử xem là liệu rằng 2 người với lại là nhiều người thì chúng ta sẽ có là khác nhau hay không nha anh em. Đấy, ok, thì anh em thấy là vừa vô là con boss mất hình khúc máu rồi. Thì con boss này nó có là level 1250, tuy nhiên thì để mà đánh chết được nó thì nó cũng cần một khoảng thời gian anh em, chứ không dễ đâu. Con boss này trâu anh em, nó trâu với lại là nó khó chịu á, nó cứ gọi là nhảy nhảy cà hót 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 hoài à. Kinh nghiệm của mình để mà xử lý những tình huống như này á, đó chính là anh em chỉ cần đứng yên rồi đợi nó lại thôi anh em, chứ đừng gượt nó làm gì cả. Anh em gượt không kịp đâu anh em. Đó, lâu lâu nó có bật cái chiêu này lên thì anh em nhớ kêu đồng đội của anh em đánh nó nha. Nếu mà team của anh em có mấy ông mà dùng CC á thì anh em chỉ kêu họ là vừa mới vô á thì khống chế nó lại để cho mấy ông khác đập. Đó, vậy là nó sẽ gọi là đạt hiệu quả tối đa nha anh em. Thì kinh nghiệm của mình chơi nhiều nên mình biết anh em mà thờ luôn. Đấy, vừa mới vô nó đứng yên cho mình khoảng đâu đó là 30 giây á. Có không tới 30 giây, khoảng 50 giây thôi. 50 giây gì thôi, thì trong thời gian đó thì chúng ta đủ để mà chúng ta khống chế nó rồi. Và khi mà chúng ta khống chế nó thì những người khác sẽ đánh nha anh em. Ôi trời ơi, đánh khó chịu vậy đó anh em. Đó, nó cứ khống chế mình cái nó chạy đâu nổ gì á. Đấy, cho nên là đây là con boss, mặc dù nó không có gọi là nhiều máu nhưng mà mình thấy thì nó rất là khó chịu nha. Đấy, lúc mà nó thấy bộ mình á thì mình có thể là canh thời gian đó đứng yên anh em, có thể đánh nó. Đó. Thì khi mà anh em đánh con boss này á, nếu mà anh em nào chưa full level mà anh em gọi là có code X2 á, anh em nhập code X2 vô thì anh em sẽ lên được đâu đó khoảng 6 level nha.
Ok, thì mình đã nhận được đó chính là một cái mũ ngựa vàng. Ở đây là mình đã nhận được 3 cấp này anh em. Đó, ông này thì lên cấp liên tục luôn nè. Mình nhận được 3 cấp tức là nếu mà mình không có X2 thì anh em sẽ nhận được là 3 level. Còn nếu mà anh em mà có X2 thì anh em sẽ nhận được tổng cộng là 6 level nha. Đó, 6 level nha anh em, rất là nhiều luôn anh em à. Ok, sau khi mà anh em đã đánh xong cái lần đó rồi thì anh em sẽ tiếp tục đi lên mua chip và anh em đi đánh tiếp nha. Thì ở đây là lúc mà mình chưa có full level này anh em, thì mình sẽ cho anh em xem là level mà mình nhận được mỗi lần mà mình đánh là như thế nào nha. Đó, thì nếu mà anh em không tin là thời gian mà chúng ta có thể cài được á, thì anh em có thể là xem cái thời gian mà chúng ta tiêu diệt một con boss như thế này anh em, thì anh em sẽ biết thôi. Nếu mà anh em nào mà có người bạn chơi trái bột nhiều á, khoảng hai ông chơi trái bột thôi là con boss nó chỉ chết trong vòng là chưa đến 30 giây nữa là boss nó die rồi anh em. Đó, nhiều ông dùng CC vô rồi ông dùng trái bột, ông khống chế nữa thì boss nào chịu cho nổi. Đấy, cho nên là những bạn nào mà có gọi là chưa biết cách này á thì anh em có thể là áp dụng thử và anh em chơi thử xem là như thế nào nha. Thì theo bản thân mình đánh giá thì đây chính là cách cài level nhanh cực kỳ rồi. Đó, anh em có thể thấy mà lên từ level 2541 mà mình lên thẳng level 2547 luôn anh em. Đó, lên được 6 level nha. Thì cứ 1 phút mà anh em lên được 6 level á thì để mà anh em cài được 100 level từ 2450 đến 2550 thì anh em sẽ tốn đâu đó là khoảng 20 phút. Đó, khoảng 20 phút. Đấy, 20 phút nha anh em. Mình chưa có trừ ra những cái thời gian mà phí á. Thì nếu mà anh em tính luôn mấy thời gian phí á thì nó sẽ hơi kéo dài khoảng 30 phút nha. Thì trong vòng 30 phút anh em sẽ cài được 100 level. Thì lúc đó thì anh em sẽ nhận được là cái max level chỉ trong vòng là chút xíu thôi. Đấy, đội xanh năm này sao đứng dành tôi rồi. Ok, đội xanh ra tôi vô coi. Rồi, rồi vô anh em ơi. Đấy. Thì nói chung á là anh em phải bỏ tiền ép ra để mà anh em mua chip thì anh em mới có thể là cài được cái này. Cho nên thành ra là cái này nếu mà anh em nào muốn cài thì anh em phải hơi tốn tốn phí xíu nha. Đấy, tàu xanh gọi cái chiến này vô, mấy ông này ông không khống chế được con boss là coi như là tới công chuyện anh em. Đấy anh em, cho nên là anh em nhớ là nếu mà mới vô á mà anh em không khống chế được con boss á thì nó sẽ hơi khó khăn cho anh em ở chỗ á, chính là nó không có cho chúng ta gọi là cái lượng CC để mà chúng ta dồn vô nhiều được. Vì con boss lúc đầu nó khoảng đâu đó là 5 giây thì nó sẽ đứng yên để cho chúng ta gọi là chạm mặt với nó, thì trong khoảng 5 giây đó anh em phải có người khống chế nó lại để cho chúng ta có thể là đánh thì nó mới nhanh được, còn không thôi thì nó chạy tới chạy lui hoài à, nó rất là khó đánh nha. Đó, và lưu ý mà một điều luôn là chính là khi mà anh em đánh con boss này thì anh em phải nhập code X2 trước nha, chứ không thôi là anh em chỉ nhận được có 3 cấp thôi đó. Cái tiêu chuẩn của cái này là chúng ta chỉ nhận được 3 cấp cho một lần đánh thôi anh em, chứ không được nhiều đâu, cho nên là anh em nhớ nhập X2 vô là mới được nha, chứ không thôi là tự chịu luôn á. Trong khi mà anh em đi farm nhiệm vụ bên Shiba thì mỗi một cái nhiệm vụ đó thì chúng ta chỉ nhận được đó đó chính là 2 cấp thôi nha, 2 cấp thôi hoặc là 3 cấp thôi. Còn cái này anh em một trận một cái gai gì anh em nhận được trận tận là 6 cấp anh em mà. Đấy, ok, thì thấy là mình đã đặt level max rồi, rất là nhanh lên đúng không, rất là nhanh luôn. Cho nên là những bạn nào mà có biết không biết cách này á thì anh em có thể là tham khảo trong video này nha anh em. Đó, anh em có thể tham khảo trong video này và anh em có thể biết được cách là để mình có thể cài nha anh em. Ok, và đó là cách để mà mình có thể là cài được cái level max trong 15 phút ở bên C3. Đó, ở bên C3 nha, lưu ý cho anh em ở bên C3. Thì nếu mà anh em nào mà xem đến khúc này rồi và anh em vẫn chưa like và chưa đăng ký kênh cho mình thì anh em có thể giúp mình một like một đăng ký kênh nha. Thì sắp tới mình sẽ hướng dẫn anh em nhiều cái mẹo hay hơn ở trong 15 phút trong 15 phút phiên bản update 20 nha anh em. Cho nên là anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách là like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi random một bạn may mắn ở trong video lần trước để mà kết bạn với anh em nha. Let's go. Ok, để xem hôm nay bạn nào sẽ là bạn may mắn được mình chọn trúng để mà cho anh em một lượt kết bạn nha. Thì mấy bạn mà mình hôm trước mình gửi là mời á thì có một số bạn vẫn chưa có cái chấp nhận là mời cho mình. Ok, bạn này tên là Long 826 53, để xem trong game bạn này tên là gì nha. Ừ, đọc xanh này, bạn này tên game trong này đúng không? Ok, bạn này tên là Long 826 31 nha. Đó, bạn nhớ chấp nhận là mời của mình nha để mà mình có thể kết bạn nha bạn. Bạn có Long gì đó, bạn Long xì. Ok, và nếu mà anh em nào thích video mình thì đừng quên lại mình một like một đăng ký kênh để giúp cho kênh mình sớm đạt được gọi là 80.000 người ký, thì lúc đó chúng ta sẽ có làm giveaway tặng trái quỷ bên biển và game bách bên biển nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi săn săn cá mập với mấy bạn này, thì anh em nào muốn kết bạn thì anh em nhớ comment tên nha. Ok, thì mình sẽ review sương sương ra qua mấy bạn là thành viên trong cái đoàn này của mình nha. Đầu tiên là bạn o rồi bạn thứ hai là bạn ndb, còn bạn thứ ba ấy là đậu xanh. Đậu xanh ui 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 rớt tôi xuống rồi,
Úi dồi, bạn thứ ba, bạn thuyền trưởng tên là gì đây? Bạn thuyền trưởng tên là, bạn thuyền trưởng tên là Non nha anh em. Đó, còn bạn Biker, ủa là bạn này bạn cầm súng, bạn tên là Grip Kakui nha anh em. Đó ha. Thì chúng ta sẽ có một số hành vi như thế nha. Đấy, thì khi mà anh em kết bạn mình mà anh em vô sẽ biểu mình đó, anh em sẽ được là lên TV đó giống như mấy bạn này nè. Cho nên là anh em nhớ là comment tên để mà kết bạn và đăng ký kênh nha. Bây giờ thì bye bye anh em. Chúc anh em một ngày mới vẻ và cài full level nhanh nhất có thể nha. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.